Bây giờ chúng ta hãy xem qua một tính năng khá là gần gũi với cái optional parameter gọi là named parameter. Thì để hiểu tại sao cái tính năng này có thể hữu dụng thì chúng ta đặt trường hợp sau đây. Các bạn thấy cái person class của tôi nhận rất nhiều những cái parameter khác nhau. Khi mà gọi một cái constructor với đầy đủ những cái parameter đó thì rất khó mà thấy được cái ý nghĩa của từng cái parameter riêng lẻ nghĩa là gì. Chẳng hạn như bạn viết code, sau đó một người khác đọc cái code của bạn. Họ sẽ thấy bạn tạo person và pass vào số 1. Số 1 nghĩa là gì? Bạn pass vào cái string là John. John nghĩa là gì? 25 nghĩa là gì? Rất khó để họ có thể hiểu được đoạn code, trừ khi là họ có thể mở mã nguồn của bạn ra, họ đọc ở đây. Hoặc là trừ khi là bạn người đó coi code của bạn bằng Visual Studio và sau đó họ sử dụng IntelliSense để mà có thể đọc được từng cái tham số ở đây có ý nghĩa như thế nào. Thì một cách tốt hơn để mà người đọc dễ hiểu cái đoạn code của bạn thì bạn có thể sử dụng một cái design pattern gọi là builder pattern. Cái pattern đó work như sau. Rồi, chúng ta có thể sử dụng cái builder như sau. Sau đó chúng ta muốn cái builder này có thể trả về cho chúng ta một cái person object. Ta có thể in ra những cái thuộc tính của cái object đó. Đây, hãy để những cái thuộc tính này là internal để chúng ta có thể access tới nó từ cái chương trình bên ngoài. Ở đây chúng ta có thể in ra tên. Khi chúng ta sử dụng cái builder pattern này, cái người đọc code của chúng ta sẽ dễ dàng hiểu hơn từng cái giá trị mang ý nghĩa như thế nào. Chẳng hạn như 20, họ hiểu là chúng ta muốn set thuộc tính số 20 vào cái thuộc tính age của cái person và 2.5 vào cái thuộc tính age của cái person đó. Thì các bạn thấy cái implementation của cái builder rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần có một số hàm tương ứng với mỗi thuộc tính của person. Và sau đó là bên trong cái hàm đó chúng ta sẽ gán cái parameter vào cái thuộc tính tương ứng và trả về chính cái person builder để chúng ta có thể tiếp tục chấm và gọi mà không cần phải chấm phẩy để kết thúc cái câu lệnh và bắt đầu một cái câu lệnh khác. Tuy nhiên, cái builder pattern này, cái vấn đề của nó là bắt buộc chúng ta phải viết rất là nhiều code. Cứ mỗi object chúng ta phải viết một cái builder. Và giả sử như nếu mà chúng ta thêm
những cái property khác bên trong cái person này, thì chúng ta phải thay đổi cái builder object của chúng ta để thêm những cái phương thức tương ứng. Thì để tránh trường hợp này thì chúng ta có thể sử dụng một tính năng mà chúng ta đã xem qua ở loạt video về C# 3.0, đó là property, và sau đó là sử dụng object initializer. Thì đây là cách mà chúng ta có thể làm. Bây giờ thay vì tạo một cái builder thì ta tạo một cái person bình thường, và chúng ta sử dụng cái object initializer để mà gán cho các thuộc tính của chúng ta. Và như các bạn thấy ở đây, cái người đọc đoạn code của chúng ta không cần phải có mã nguồn của chương trình của chúng ta, và cũng không cần phải có IntelliSense của Visual Studio. Họ có thể mở bằng một cái notepad và họ vẫn có thể đọc code và hiểu một cách dễ dàng. Nhưng cái vấn đề ở đây là bạn phải viết những cái property. Giả sử nếu các bạn không muốn viết những cái property này thì sao? Các bạn muốn chỉ có field thôi, và những cái field đó hoàn toàn private hết. Các bạn không muốn tạo những cái public property như thế này, hoặc những cái internal property. Thì đối với C# 4.0 có một cách gọi là name parameter. Thì ở đây tôi sẽ tạo lại những cái tham số cho cái person class của chúng ta. Tôi không muốn có những cái property này nữa, xóa đi. Rồi, bây giờ lần lượt hãy tạo ra những cái biến tương ứng. Rồi, bây giờ chúng ta có thể khởi tạo cái person class như sau. Các bạn thấy ở đây tôi trước cái giá trị thực của mỗi tham số tôi bỏ vào cái tên của tham số đó để xác định xem cái tham số đó mang ý nghĩa gì. Ở đây số 1 nghĩa là ID, John nghĩa là name, và những cái tên của những cái tham số này phải tương ứng với cái tên của tham số mà tôi bỏ bên trong cái constructor này. Thì các bạn thấy ở đây người đọc cũng sẽ dễ dàng hiểu được code của bạn mà không cần phải xem mã nguồn hoặc sử dụng Visual Studio IntelliSense. Và điều đặc biệt là bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí của những cái tham số này nếu bạn muốn. Chẳng hạn như ở đây, bạn có thể đặt age trước, rồi đến tuổi, rồi đến ID, rồi đến age. Bạn cũng có thể kết hợp cách gọi constructor thông thường với lại name parameter. Chẳng hạn như nếu bạn muốn gọi cái constructor và bỏ vào ID là 20, và bạn không muốn khai nó ở đây nữa, thì bạn vẫn có thể làm được chuyện đó. Ở đây, bạn để vào 20. Bởi vì bạn không sử dụng tính năng name parameter nên 20 này sẽ map với cái parameter đầu tiên là ID. Và những cái parameter kế tiếp sẽ được map thông qua name parameter. Age sẽ map với age, name map với name, và age map với age. Và bạn hoàn toàn có thể kết hợp giữa optional parameter và name parameter, chẳng hạn như sau. Rồi, nếu bạn đã có optional parameter thì bạn có thể bỏ cái age đi nếu bạn muốn, và thậm chí bạn có thể bỏ luôn cái height. Và cuối cùng, bạn hoàn toàn có thể sử dụng ref hoặc là out keyword với lại những cái name parameter. Chẳng hạn như ở đây, bạn có thể sử dụng ref cho cái string này. Đổi tên cái này để khỏi phải lẫn lộn giữa name này với name tên của cái parameter.